sao mưa gió tới vời, ai hững hờ, ai lư lờ, một mình em vẫn chờ bàn tay nắm lấy tay, nắm đôi tay em về đông quá khứ buồn vui đã từng, về đông ước muôn ngày xưa quá vùng dài, về hát xúc câu chuyện mình ngủ yên nhé em, xin ngồi đây hát chuyện tình người nghe mưa giông tràn trong trí nhớ. Giúp sức cho tôi con của thằng Bách. Thằng Bách? Tôi có thù với ông chủ nên tôi muốn hại hết những người nhà của ông. Nếu cậu hợp tác với tôi, cậu sẽ là người có lợi đó. Bà nghĩ tôi sẽ không tố cáo bà sao? Nếu người nhà ông Thái không còn ai, không phải cậu sẽ thừa hưởng hết gia tài này sao? Không chỉ là gia tài mà cả những gì cậu muốn chiếm đoạt của gia đình này, cậu sẽ được toàn nguyện. Suy nghĩ đi, cậu muốn làm chủ hay suốt đời làm công? Giúp tôi hoàn thành kế hoạch, và cũng chính tay tôi giết thằng Bách, bỏ sợ lắc tay của con Nguyệt lại để đổ tội cho nó. Nhưng tôi không ngờ nó đã thoát được. Cậu ơi, cậu bị sao vậy cậu? Nguyệt phát hiện ra tôi qua lại với Quỳnh cho nên Nguyệt đánh tôi thôi. Bà tới đây có chuyện gì vậy? Lão già chắc không cầm cự được bao lâu. Tôi muốn cậu giúp tôi đối phó với con Nguyệt. Cậu có cần đi bệnh viện không? Chắc phải đi mời lại mới được chứ. Để tôi đi gọi xe. Ừ. Lúc thằng Bảo bị bắt cóc, tôi cho người đốt nó và thằng Vinh để tụi nó chết cháy như chồng và con tôi. Nhưng không ngờ người của ông đã cứu kịp. Nhưng mà ông đừng có lo, tôi sẽ cho người trà trộn vào trại giam, tiễn thằng Bảo theo, thằng Vinh và thằng Bách. Đừng. Rồi gia đình của ông sẽ đoàn tụ sớm thôi. Bà không được hại thằng Bảo. Tôi xin bà, đó chính là cô Nguyệt. Ông chủ, chị không phải là Nguyệt. Không, tôi mới là Nguyệt. Ai cô? Ai là Nguyệt đấy? Là tôi. Ông Thái đã qua đời rồi sao? Ba tôi vừa mới mất, nhưng việc trước tiên là ông phải chứng minh cô này giả mạo tôi. Tôi mới chính là Nguyệt. Thật sự thì tôi không có tiếp xúc nhiều với hai cô, cho nên tôi không nhận biết được ai là ai hết.
Chị giúp việc. Dạ. Chị có biết không? Dạ, tôi cũng mới vô giúp việc cho nhà này một thời gian thôi. Tôi cũng biết được nữa. À, có thể cậu Bảo biết được ai là vợ của cậu. Nhưng bây giờ cậu ở trong tù rồi. Nếu có đặc điểm gì đặc biệt á, thì sẽ được ghi vô chứng minh nhân dân để mà nhận dạng. Dạ. Tôi cũng định đến đây để công bố di chúc, nên có mang theo bản sao chứng minh nhân dân của cô Nguyệt và cậu Bảo. Dạ. Đây là chứng minh nhân dân của cô Cao Ánh Nguyệt. Có ghi là một vết sẹo mờ dưới đuôi mắt trái. Dạ đây. Vết sẹo đó là do lúc tôi 12 tuổi bị té đập đầu ở cạnh màn. Dạ đây. Đúng là có vết sẹo này rồi. Cô đúng là Cao Ánh Nguyệt, người sẽ thừa kế tập đoàn Thiện Đức cùng với cậu Bảo. Chị... Theo di chúc của ông Thái để lại, cậu Bảo đang thụ án, cho nên toàn bộ tài sản tạm thời bây giờ do cô quản lý. Không phải, tôi mới chính là Cao Ánh Nguyệt. Chị hai, sự thật đã rành rành như vậy, chị đừng có chối. Nếu chị là Cao Ánh Nguyệt thì chị đưa luật sư coi vết sẹo đi. Chị... Nếu cô không có vết sẹo, việc mạo danh người khác sẽ mang tội hình sự đó. Tôi... Chị hay lắm, chị chờ đó đi. Việc gì chút hãy để sau này đi luật sư. Bây giờ tôi phải lo việc tang lễ cho ba tôi. Tôi không ngờ là ông Thái lại đi sớm như vậy. Tôi sẽ giúp gia đình hết sức có thể. Dạ cảm ơn luật sư. Alo, những lời thú tội của ba tôi hồi nãy tôi đã nghe hết rồi. Người ở trong nhà chính là chị của tôi. Nếu bà không đồng ý hợp tác với tôi, tôi sẽ đến công an khai ra hết mọi chuyện. Cô đang nói cái gì vậy? Cô muốn gì? Tôi muốn bà giúp tôi lật lại vụ án của bà Hoa. Tôi muốn chị tôi phải đi tù. Cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn. Cô Thanh ơi. Ơi. Con chào cô. Chào cô. Trời ơi, Hà hả? Dạ. Lâu quá cô không gặp con đó. Vô nhà chơi con. Dạ. Vô anh. Vô đi con. Con ngồi đây đi. Dạ. Cô khỏe không cô? Khỏe. Dạ, đây là anh Nam, là chồng sắp cưới của con đó cô. Anh, còn đây là cô Thanh, là cô họ của em á. Dạ, chào cô. Cô có nghe anh Sáu nói là hai đứa sắp đám cưới. Nhìn hai đứa xứng đôi lắm đó. Đầu tháng sau là tụi con đám cưới đó cô. Ừ. Tí nói con mang thiệp lên gửi cô. Nếu mà ngày đó cô không bận á, cô về dưới chung vui với gia đình con nha cô. Nhất định là cô sẽ về. Anh Sáu có mình con à. Mà nè, đường xá xa xôi, điện thoại cho cô là được rồi. Cầm lên chi mà cho cực vậy con? Dạ, đúng lý ra là tí con đòi lên kìa. Vậy hả? Nhưng mà con thấy đường xá xa xôi thiệt. Với lại tụi con lên đây để giải quyết công việc lò bánh của anh Nam á cô. Cho nên con ghé thăm cô luôn. Cô Thanh là cô họ của em hả? Dạ, ngày xưa cô cũng ở Sóc Trăng mình đó anh. Sau đó cô chuyển lên đây sinh sống nè. Con của cô thì đều đi xuất khẩu lao động hết rồi. Cô ở đây có mình nè. Dương. Dương. Chị Dương. Sao hai người lại ở đây? Đây là cháu họ của tôi. Em vẫn khỏe chứ? Cô Thanh đây là gì của em?
em lên thành phố này ở nhờ nhà cô Thanh đi. Bộ hai người quen nhau sao? Dạ, chị Dương là vợ cũ của anh Nam đó cô. Chồng của em đâu? Tại sao em lại ở nhờ nhà cô Thanh? Chồng... Dù sao em với anh cũng ly dị nhau rồi, anh không cần biết đâu. Anh đi về đi. Mình về đi. Hình như em không phải là Dương. Không là Dương thì là ai? Anh đừng có tào lao nữa. Anh đi về đi. Mình về đi. Anh... Tôi biết cô không phải là Dương, mà cô là em song sinh của Dương. Tại sao cô lại dám nhận mình là Dương? Anh nói điên khùng gì vậy? Em là Dương chứ ai. Em không muốn tranh cãi với anh nữa. Thôi anh đi về đi. Mình đi về đi. Cô nhận cái thiệp rồi. Bữa đó thế nào cô cũng xuống. Hai đứa về đi ha. Về đi con nha. Đi. Về đi anh. Đi. Tại sao mà để nó chạy thoát? Cô gạt tôi. Cô nói cô đau bụng. Tôi vô rồi cái cô đánh tôi. Rồi cô chạy thoát à. Mà đúng là đồ ăn hại mà. Dạ tôi xin lỗi. Bây giờ tôi là Dương. Hai người lúc nãy có hỏi gì, bà cũng phải nói tôi là Dương, vợ của Nam. Từ ở dưới quê lên, ở nhờ nhà bà mấy tháng, rõ chưa? Ủa cô ơi, sao phải nói vậy? Cô kia mới là Dương mà. Bà không cần biết, chỉ cần làm theo những lời tôi dặn là được rồi. Nếu không thì đừng có trách. Dạ. Nghe chưa? Dạ. Cô ta rõ ràng không phải là Dương, tại sao lại tự nhận mình là Dương? Anh, ăn lẹ đi, rồi ra bến xe nữa, trễ giờ rồi đó. Em, hay em về trước đi. Anh phải ở lại đây có chút việc. Anh ở lại tìm chị Dương nữa có đúng không? Hai người đã ly dị rồi, hồi nãy chị Dương cũng đã nói rõ rồi mà. Anh biết chắc, người đó không phải là Dương. Anh muốn điều tra tại sao cô ta dám nhận mình là Dương. Anh đang cảm thấy có một điều gì đó rất là bất an. Chính vì vậy anh phải tìm ra nguyên nhân. Em thấy chỉ y chang chị Dương. Sao lại nói là không phải chứ? Anh cảm nhận được cô có phải là Dương. Hình như cổ là em song sinh với Dương. Em, hay là em điện thoại cho cô Thanh hỏi thử coi người đó có phải từ Sóc Trăng lên không. Nhớ bắt loa cho anh nghe luôn nha. Alo. Dạ con Hà này cô. Hà hả Hà? Dạ. Con về quê chưa? Dạ, cô chuẩn bị về nè cô. Cô, cái chị ở trong nhà cô quê ở đâu vậy cô? Thì hồi nãy cổ nói rồi. Cổ là vợ của thằng Nam. Với mấy tháng trước á, cổ mới ở Sóc Trăng lên. Cổ mới ở nhờ nhà cô cho tới giờ luôn. Cô với cổ cũng quen biết. Với sẵn nhà trống nữa, cô cho cổ ở nhờ tới giờ luôn đó mà. Dạ. Có gì không con? Dạ cô ơi, thật sự có phải cổ từ Sóc Trăng lên không cô? Đúng rồi, con với cổ cũng đã ly dị rồi. Con đừng có nghĩ chuyện xưa nữa. Bây giờ á, con cứ lo chăm sóc con Hà giùm cô đi nha. Bây giờ cô có điện thoại, cô bận công việc nữa. Thôi cô tắt máy nha con. Dạ cô, chào cô. Bà đi ra chợ mua đồ ăn đi. Mà anh vẫn thấy cái cách nói chuyện của cô Thanh có gì đó lạ lạ đó. Cô nói rõ ràng như vậy rồi mà. Chắc là anh xa chị Dương lâu rồi cho nên anh mới có cảm giác lạ như vậy thôi. Không phải đâu. Dương là người yêu của anh. Anh ở bên cạnh Dương mấy năm trời rồi. Làm sao mà anh nhìn lộn được? Cho dù đó là em song sinh của chị Dương đi chăng nữa, nhưng mà bây giờ anh sắp cưới em rồi. Bộ anh còn muốn quay lại với chị Dương hay sao mà đòi làm rõ? Thật sự trong lòng của anh đang cảm thấy rất là bất an. Anh có cảm giác Dương đang gặp chuyện không may. Bây giờ anh chỉ cần tìm gặp Dương, hỏi rõ mọi chuyện. Sau đó anh sẽ quay về quê làm đám cưới với em nha. Nhưng mà bây giờ cô của em với lại cái chị ở nhà cô cũng khẳng định là chị Dương mà. Vậy anh bắt đầu điều tra từ đâu đây? Thì anh sẽ theo dõi cô em song sinh đó. Biết đâu được sẽ tìm ra được tung tích của Dương thì sao?
Hay là em về dưới trước đi ha. Anh Nam, trong lòng anh vẫn còn yêu chị Dương đúng không? Anh trả lời em đi. Xin lỗi em nhiều lắm. Thực ra trong lòng của anh vẫn còn yêu Dương. Tại vì anh muốn làm vui lòng bà nội, cho nên anh mới quyết định đám cưới với em thôi. Chứ thật sự không phải là anh siêu lòng với em, anh mới làm đám cưới với em hả? Hà, em là một cô gái rất là dễ thương. Thật sự anh cũng rất thích em. Nhưng mà tình cảm đó không phải là tình yêu. Anh đã cố gắng, nhưng mà thật sự thì anh không thể quên được Dương. Hà, quá đáng lắm. Hà, nếu em muốn thì em cứ diễn đánh anh tiếp đi. Anh đáng bị đánh mà. Tôi có một chuyện muốn nhờ luật sư. Chuyện gì vậy cô Nguyệt? Ngay bây giờ tôi muốn cùng luật sư tới công an tự thú. Tôi chính là thủ phạm thật sự gây ra cái chết của cha con ông Hòa, chứ không phải là anh Bảo. Cái gì? Cô nói thiệt sao? Dạ, anh Bảo vì thương tôi cho nên mới nhận tội thay tôi. Nhưng rõ ràng người điện thoại giao dịch với cậu Minh là người đàn ông. Nếu mà cậu Bảo không phải là chủ mưu thì cũng là đồng phạm với cô rồi. Tôi đã mua chuộc tên Minh đó, kêu hắn khai gian. Luật sư ơi, xin ông hãy mau cùng tôi đi đến công an đi, để họ điều tra liền, còn trả tự do cho anh Bảo nữa. Được rồi, tôi sẽ đi cùng cô. Dạ. Ủa, dạ chào mấy anh, có chuyện gì vậy? Chào cô Nguyệt. Về cái chết mẹ nuôi của cô là bà Trần Thị Hoa, chúng tôi đã tiến hành điều tra và nhân chứng là cô Tuyết đã khai nhận chính cô đã cố tình mưu sát, đẩy bà Hoa xuống cầu thang dẫn tới tử vong. Anh nói cái gì? Tôi không hiểu gì hết. Dì Xuân đã đến trình báo với chúng tôi về những biểu hiện lạ trong cái chết của bà Hoa. Thiệt sự hôm đó khi tôi vừa mang cháu đến, thang máy mở ra, tôi đã thấy cô Nguyệt và cô Tuyết nói cái gì đó, rồi cả hai cùng im lặng. Tôi cũng thấy lạ, tại sao lúc đó hai người không kêu cấp cứu bà Hoa, hay đau khổ hoặc hoảng hốt gì mà lại đứng nói chuyện tỉnh bơ như vậy. Nhưng tôi nghĩ cô Nguyệt là con gái ruột, chẳng lẽ lại giết bà Hoa, cho nên tôi không dám nói ra. Từ đó tới nay tôi cứ áy náy ở trong lòng, nên tôi đã trình báo công an. Ngay khi dì Xuân trình báo, chúng tôi đã đến thẳng nhà cô Tuyết, mời cô ấy về làm việc. Cô ấy đã khai là chứng kiến cô đẩy bà Hoa xuống cầu thang. Sao chị dám đẩy cô xuống cầu thang hả? Tôi cũng muốn chết với bà già đó không? Khôn hồn cứ im lặng, muốn bao nhiêu tiền cũng có. Nên rớt xuống đó. Tôi sẽ nói anh Bảo không làm khó dễ gì cô hết, rõ chưa? Trời ơi, bà Hoa, sao vậy cô? Mẹ, bà Hoa sao vậy? Mẹ ơi, sao bà lại như vậy? Mẹ ơi, mẹ, mẹ tôi tự lăn xe không quen cho nên mới té cầu thang vậy nè. Trời ơi. Mẹ ơi. Nhưng cô Tuyết đã bị cô Nguyệt mua chuộc nên cô đã im lặng. Không thể nào như vậy được. Mời cô theo chúng tôi về trụ sở công an để hợp tác điều tra. Ông luật sư, sẵn có mấy anh công an ở đây, ông mau nói luôn đi. Có chuyện gì vậy? Cô Nguyệt đây cũng đang bị tình nghi là chủ mưu vụ án của ông Hòa. Cậu Bảo chỉ là người nhận tội thay mà thôi. Bây giờ tôi mời cô, ông luật sư và bà
cùng theo chúng tôi về trụ sở để hợp tác điều tra. Được. Chào anh. Anh Bảo, mời anh ngồi. Có chuyện gì vậy anh? Về vụ án của anh, vợ anh là cô Cao Ánh Nguyệt đã ra đầu thú. Chúng tôi cũng đã lấy lời khai tên Minh. Hắn đã khai đã nhận tiền của vợ anh, vu khống cho anh. Vào ngày anh giao dịch với anh Minh, anh đang nghỉ phép, không hề đến công ty, nên không thể nào phát sinh cuộc gọi nội bộ. Chúng tôi chính thức trả tự do cho anh. Cô ta đã tới nhận tội rồi sao? Đúng vậy. Cô Nguyệt cũng đã khai nhận là đã bắt giam người yêu của cậu để uy hiếp cậu nhận tội. Cô ta có nói với các anh là người bị bắt đang ở đâu không? Việc này thì không. Cô ta không thể nào tự nguyện ra nhận tội như vậy. Có thể người tôi yêu xảy ra chuyện rồi. Tôi muốn được gặp Ánh Nguyệt. Anh muốn quỷ không? Anh nói cái gì? Anh không còn tâm trạng nào để đám cưới nữa. Anh không thật lòng yêu em. Nếu như mà kết hôn thì sẽ rất thiệt thòi cho em. Chỉ trách là số phận người cần hai đứa mình thôi. Tình yêu là vô điều kiện. Em không cần gì những gì anh đã làm cho em mà ái ngại. Thật là trớ trêu. Kẻ đã gây ra cái chết cho chồng con bà cũng là mẹ đã khiến cho chị em tôi trở thành những đứa trẻ mồ côi. Em có một yêu cầu, anh có thể giúp em được không? Cần gì? Cô nói đi. Anh có thể tới gặp em được. Giữa chúng ta không còn gì để nói nữa. Dạ, chào mấy chú. Mấy chú tìm cậu Bảo phải không? Mấy chú ngồi đi, tôi lên tôi gọi cậu Bảo nha. Không phải, chúng tôi tới đây tìm bà. Tìm tôi? Bà lại mấy chú lộn rồi, tôi tên là Xuân mà. Bà còn nhớ đặc điểm gì trên người con mình không? Nhớ nhớ. Nó có một cái bớt sơn ở dưới bắp tay phải. Anh cũng đã nói rõ với Nam, em không còn yêu anh nữa. Hai người nói chuyện đi nha. Mình đi ra ngoài đi. Dạ. Em sẽ chuyển sang Mê Lạp Xưởng, giúp tí em phát triển việc kinh doanh của lò. Còn anh? Anh cũng phải cố gắng để củng cố lại danh tiếng của tập đoàn, để chuộc lại lỗi lầm do mẹ anh gây ra. Tao không thích ở đây. Tao quy rủa tất cả chúng mày. Là lời nguyền tan tóc ấy hay ánh mắt căm thù của cô hầu gái không này giờ con quên được mối thù giết đã mang đến bi kịch cho Trần Gia. Cuộc tình sâu sắc nhưng nhiều tủi nhục với cậu cả. Tôi không thể cưới một người ở để cô ta làm bà chủ trong cái nhà được. Đám cưới rỡ ràng nhưng đầy đắng cay với cậu ba. Sai lầm lớn nhất của đời tôi là lấy cô về làm vợ. Quy rủa các người. Khi yêu thương không xóa được định kiến chủ tớ, dù em có giỏi đến đâu đi chăng nữa thì em vẫn là một người ở. Đúng như gọi của cô là tình vợ chồng cũng vô nghĩa bởi giai cấp đã phân chia. Tất cả đó chính là giai cấp. Hạnh phúc là như thế nào? Cô gái ấy mãi không chạm tay vào hạnh phúc. Lời gì?